ពិតជាមានន័យមែនរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហោះសារផ្ញើជូនអ្នកគាំទ្របែបនេះមុនប៉ះកូរ៉េខាងត្បូងនៅយប់នេះតែម្ដងខ្សែបញ្ញុតឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ញើជូនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាជំរឿនជាតិប៉ូទីហ្គាល់មុនការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជំរឿនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅយប់នេះ ជាការពិតណាស់បងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយក្រុមជំរឿនជាតិប៉ូទីហ្គាល់បានកក់កៅអីឡើងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយរួចហើយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះហ្កាណាហើយនឹងអ៊ុយរ៉ាហ្គាយរួចមកប៉ុន្តែពួកគេនៅសល់មួយប្រកួតទៀតគឺប៉ាកូរ៉េខាងត្បូងនៅពូល H វគ្គចែកពូលយ៉ាងណាមិញមុនការប្រកួតចូលមកដល់រ៉ូណាល់ដូនៅតែមានឆន្ទៈមុតមមដល់រូគីបានបង្ហោះសារផ្ញើជូនអ្នកគាំទ្រជំរឿនជាតិប៉ូទីហ្គាល់ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជុ
Portugal. Bà này kia chỉ xa bật màn mắt xâm rạp Cristiano Ronaldo, bà gọt bóng hóa xa và nhà chung nạng công trơ, có đôi chì, bà chấm rơi chì Portugal, bà môn chùm nụp, bà tôi nâng cổng kre khăn tập bóng này dụp ní, bà với liên mong đọc dụp bóng đài. Giờ nàm anh bà lịch đưa tha bà Poramin đo xâm khăn mùi, bà cứ xài Capi ở bọc Portugal. Bà Nuno Mendes, bà nâng đọc luôn bị bật cả bà tôi bà phục lúc, bà chân nạp bị bọn phải bí ní, bà đòi xa tập anh hà rạp bùa. Bà Nuno Mendes bóng bóng vào các trận đăng hai bàn và chôn tranh bị Kratilin bà ca phải cốt tôn ở trong ôi rời gái. Đại bà Portugal bà dân sinh ôi rời gái bà Pi Tôn Hồ Sôn bà ca bị phải cốt môn cần lòng phật tử. Hai bà lọt tập hòa đại bà chạy tha kê rồi bố nữ cứ bánh hà phá lấy. Bà sẽ rộp về đại Portugal tới đây phải cốt cho mùi cửa khăn thập bông nơi thường ngày bà nơi giúp ni mong đọc tiết. Chẳng bà dũng tam bà nạc cả sát đó là bà chứ mù. Bà Fabrizio Romano còn bằng hào bà đăng tha bà Nuno Mendes. Bà nắng đọc luôn bị Portugal bà tốt về phục lục mùi ni. Bà đã xa tại bánh hà rồi bố thằng bà đông có cho rùm sau đây. Bà bắt bóng xa cả phía mùi tiết hay xâm rạp cầm cho bà chết Portugal. Nhà nam anh em minh tập bản này tí ở khuôn mập ôn chạm chụp ni video cao chứ bản tỏ tiết.